Ok, chào anh em. Hôm nay là lên tiếp cho anh em một ít lữ công nha mọi người. Thì lâu nay mình vừa về và chọn ra thôi. Thì để mình lên cụ thể từng lữ và mình đo từng xe cho mọi người xem nhé. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi clip sắp lên á, thì anh em cứ gửi group shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Để mình gửi mọi người mã số 1. Thì mã số 1 lên cho mọi người là một cái lữ từ Nhật về. Thì tiếng Nhật mình cũng không biết luôn. Nhưng lửng này thì nó dạng nó siêu mảnh luôn rồi, siêu mảnh và siêu bén luôn đó. Chiếc này về chỉ được có bốn quỷ thôi nha mọi người. Cần mọi người có chốt thì tranh thủ. Đây lửng xây này chuyên về cho anh em câu gô câu giết nhá. Câu gô câu giết để mình đo cho cô tập nhà xem. Lửng thì rất là mảnh nhá, mảnh mà mỏng đó. Đây, đó đây. Dạng này siêu bén luôn nha mọi người. Đây, để ô tập. Ô tập của mình đo là 8 mm nhé. Đây, xe trong ô tập thế này nha mọi người. Đó. Thì một túi này thì nó có giá là 20k nha mọi người. Đó, 20k cộng ship nhé. Đây. Lưỡng này là Kogo, cô viết là thả ga nhé. Đó, cô giết cô phi là thả ga luôn, rất là ngon. Anh em miền Tây thì có thể câu mày dinh mày dảnh đó. Thảo để vừa vào. Rồi mã số 1 giá sẽ là 20k nhé. Mã số 2 lên cho mọi người là vẫn là lữ của Nhật về. Thì lữ này mình về được 4 xe, xe số 6 nè, số 7, số 8 và số 9. Thì số 6 được 1 bịch, số 8, số 9 được 1 bịch và số 7 được 3 bịch nhé. Thì lửng này cũng dạng siêu mảnh nhé, siêu mảnh và nhỏ. Về cho anh em câu gô, câu giết. Quỷ lửng nó làm rất là đẹp nha mọi người. Nó rõ, họ để cho một cái bịch và họ để trong đây nữa nè. Đó. Đây. Xe lửng này thì nó cũng bằng với xe mã số 1 nhé. Xe số 6, số 7 thì sẽ bằng với mã số 1. Xây số 8, xây số 8, số 9 thì sẽ gọng buông nha mọi người. Gọng này chuyên về cho anh em câu cá chép, câu cá cháp nhé. Để mình đo cái xây số 7 cho mọi người xem nhé. Đó. Thì một túi này nó sẽ có mưa lửng nha mọi người. Một túi này mưa lửng. Và giá vẫn vậy nha mọi người. Giá là 20k nhé. Để nó làm, họ làm gấp kỹ đây. Đó. Trong bọc thế này thì dễ đo hơn. Còn nó công lấy ra. Đó. Xe lửng đó mọi người, xe lửng số số 7 đây, xe số 7 đó. Vừa gần một ô nha mọi người đó. Và lửng đen nha mọi người, lửng có ngạnh và rất là bén nha đó. Đó. Cực kỳ bén. Rồi, giá công khai vẫn vậy, 20k một túi nhé. Thì lửng từ Nhật về thì về có số hạn, số lượng có hạn thôi mọi người đó. Mọi người có ưng cái nào thì tranh thủ chốt nhé. Tiếp theo mã số số 3. Mã số 3 lên cho người là một lữ cũng từ Nhật về. Đó. Về cái này được 1 2 3 4 5 6 7. 7 quỷ nha mọi người. Đó, lữ này thì nó là xe số 14 và một túi này hình như là được hai mấy lữ mọi người. Đó, rất là nhiều. Lữ này thì chuyên về cho anh em là câu ngâm. Đó, anh em nào câu cá chê, đó, cá chiều vàng. Anh em nhấp ếch cũng được. Đó, lửa phơm thế này nhấp ếch rất ok. Đây, phơm nó dạng cong thế này nha mọi người. Đó. Cong thế này thì đóng cá rất là nhẹ nhé, giữ cá cực kỳ tốt. Đây, để ô gạch lâu tập cho mình xem. Đó. Đây, phơm nó cong cong thế này. Đó. Lửa này thì rất là bén nhé, lửa từ Nhật về thì độ bền thì anh em yên tâm. Đó. Bên nước họ thì đa phần họ sẽ câu nước biển nhé. Đó. Đây, lượng cực kỳ bén và đẹp. Rồi, giá công khai mã số số 3, giá là 25k nha mọi người. 25k mã số 3. Bịch này hình như là được hai mấy lữ mọi người, thế nó nhiều lữ lắm. Đây. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 lên cho người vẫn là một lữ từ Nhật về. Đó. Lữ này lữ cộng quân nhé,
có xe số 9 và xe số 10 nè. Đó. Thì một bịch này nó để chỉ có 8 lưỡng thôi nha mọi người, một bịch này chỉ có 8 lưỡng thôi. Đó, lưỡng này rất là bền. Đây, giống của hàng Gamma nè mọi người. Đó. Để mình đo xe số số 9 nha mọi người. Xe số 9 thì mã số 4 này mình được có 3 bịch thôi. Đó. Số 10 được một bịch. Lưỡng này form này về cho anh em nào câu hanh câu chấp hết bài. Đó, câu hanh câu chấp hết bài. Và câu cá chép, câu đài thì lưỡng này câu chép rất là ok nha mọi người, lưỡng rộng vuông. Đó. Giờ anh em về tấm nho câu men cá cha nhỏ nhỏ rất ok nhá. Lưỡng này cắt là bén này. Đó. Đây, form lưỡng đây mọi người. Đó. Đây. À, nhắc lại là ưu tập của mình là 80 ly nha mọi người. Đó. Đó. Phơm lưỡng đây. Đó. Anh em cần thì báo mình. Đó. Rất là bẻn nhé. Rồi giá mã số 4 giá cũng là 25k nhé. Tiếp theo mã số 4 rồi. Mã số 5. Mã số 5 vẫn là lưỡng từ Nhật về. Đó. Này giống Gamma, làm y hệt Gamma luôn. Đó. Mà nó không có để tên ở trên thì cũng không có đoán được. Thì lưỡng này thì nó về mình được xây số 2 nha mọi người, xây số 2. Một bịch này sẽ có 20 lưỡng. Đây lưỡng cực kỳ nhỏ, anh em câu gô, câu giết, câu cá bóng đục. Đó. Câu cá đỏng nè, đó. Rất ok ha. À, lưỡng này siêu nhỏ luôn. Đó. Lưỡng mình lấy ra mình đo xây cho mọi người xem. Lưỡng này thì anh em câu cá gô đồng cũng rất là ok. Đó. Bén nhỏ và gặm bẻ lên cực kỳ sắc nè mọi người. Đó. Đây, phơm lưỡng ở đây. Đó, anh em câu cá giết cá suối cũng rất ok ha. Đó. Lưỡng này thì mình bán đa phần anh em về câu cá bóng đục. Đó. Anh em rất là thích câu cá bóng đục lần này. Lưỡng nhỏ nha. Đó, ngạnh nó bẻ thẳng lên. Đó. Ghế là sóc thôi mọi người. Rồi, giá công khai mã số 5. Giá sẽ là 25k em này, 25k mã số 5, xe số 2. Qua đây sẽ là xe số 4 nhé. Xe số 4 thì nó sẽ lớn hơn nhiều. Đó, lớn hơn gấp đôi. Tiếp theo mã số 6, xe số 4. Thì mã số 6, xe số 4 thì một bịch nó vẫn có 20 lưỡng. Đó. Vẫn là lưỡi từ Nhật về nó đây. Ừ. Thì về chỉ có 1, 2, 3, 4 bịch thôi. Đó. Mã số xe số 4 này thì có 4 bịch. Đó. Đây về anh em bóng đục nè. Nó gô đồng xe này thì đánh ok rồi. Đó. Gô đồng cho anh em có gô mề thì xe lưỡng này đánh ok rồi. Đây lưỡng cực kỳ bén nhé. Đó. Rất là bén. Để tập đo mọi người xem. Chung thì bán lưỡng này thì nó mất thời gian cái chỗ mà lấy từ lưỡng ra đâu tập nha mọi người. Đó. Thì nên anh em xem thì thông cảm giúp mình nhé. Đây. Để tập như thế này. Đó. Anh em về câu cá gô, cái gô đồng, gô mè, câu bóng đục là rất ngon nhé. Câu cá đỏng. Đó. Rồi giá công khai mã số số 6 giá là 25k luôn nha mọi người, 25k mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Thì mã số 7 là xây xây số 7 luôn. Đó. Lớn hơn cái kia một tí. Một bịch nó khoảng 20 lưỡng nhá. Một bịch nó khoảng 20 lưỡng. Giá cũng là 25k mã số 7. Tôm lưỡng lưỡng thì rất là bén này. Lưỡng rất là bén qua rộng sẽ là rộng dài. Đó. Gọng dài này thì anh em về câu cá lăng cũng được, câu cá lăng mà lăng dạng lăng hoàng đó mọi người. Đó. Lưỡng rất là bén. Chỗ nào mà anh em gô mề nhiều thì lưỡng này vẫn câu được nhé, vẫn đáp ứng được. Đó. Bóng đục thì ok, bóng đục thì lưỡng này thì bóng bự rồi. Đó. Đây, phom dài. Nó sẽ cầm như thế này. Đó. Đóng là rất là dễ sóc cá.
Rồi, giá công khai một bịch mã số 7, xe số 7, giá cũng là 25k nhé. Về ít thôi nha mọi người, chứ không nhiều đâu. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì sẽ là xe số 6. Xe số 6 này thì gọng khác nha mọi người, gọng này gọng vuông. Gọng vuông này thì cho anh em câu đài, câu cá chép, câu phi, câu hanh, câu cháp. Gọng vuông này thì cũng câu rất là nhiều thể loại nhé. Đây, gọng vuông. Đó. Đây, phom lửng đó mọi người. Đây. Đó đây. Đó đây. Để mình để vô một tập người xem. Phom này vừa phom cá chép luôn. Phom cá chép. Phom cá chép với cá hành, cá chóp rất là ngon nhé. Đó. Rồi, một bịch này nó sẽ có là 10 lửng thôi nha mọi người. Một bịch này sẽ có 10 lửng. Và giá công khai một bịch này sẽ là 25k luôn nha mọi người. Mã số 8. Tiếp theo sẽ là mã số 9. Mã số 9 đó cho mọi người là hãng QH nha mọi người. Honor nè. Đó. Thì main span lửng này mình lấy từ Nhật về luôn nhé. Nói chung thì mình bán hàng thì đa phần sẽ lấy từ Nhật về hết, 100% luôn. Đó. Thì lửng này về cho anh em bằng câu gô nhé, câu gô, câu cá chê, câu thắt lát. Đó. Thì tùy vào xây và chỗ địa điểm anh em câu nha mọi người. Đó. Đây, lửng làm rất là xịn, hướng dẫn lùm lùm chân nè. Tôm lửng đây. Một bịch lử họ làm vài lử thôi nhưng mà rất là xịn sò. Bịch này hình như là để xem bao nhiêu lử đây. Xây số 9 xây số 9 đếm 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 12 lử nha. À, đây để mình đo vô xây ô tập cho người xem nhé. Cong thế này, phơm nó dạng bầu cong thế này, cong vô nhé. Lửa này mà đóng sóc một cái là khỏi chạy, lửa vẫn lửa có ngạnh nha mọi người. Đây, mã số 9, mã số 9 này thì mình về chỉ có 2 quỷ thôi nhé. Anh em nào ưng bụng thì chốt để về cầu nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai vẫn là 25k nhé, mã số 9 giá 25k. Ship nó vào làm mã số 10. Mã số 10 sẽ là lửng số 14. Lửng này về cho anh em săn hàng. Đó. Đây anh em, lửng quan là lửng của QH của Nhật sản xuất nha, Mercedes-Benz. Đó. Để mình đo xe cho người xem. Đó, vì sao lửng này mà mình nói là săn hàng đây, nó họ làm cũng phom nó rất là ác nha mọi người. Đó. Đây, thôi mình sẽ cầm như thế này và nó có móc méo vô. Đó. Lửa này thì đóng dính cá một cái là khỏi chạy. Bịch này cũng tương đối nhiều nha mọi người. Đó. Đây, phơm lửng nó thế này, rất là ác ha. Đó. Và lửng có ngạnh nha mọi người. Đầu lửng họ làm dẹp vô. Đó. tăng độ sát thương lên, góc vào bén, góc vào bén nè mọi người. Đó. Rồi một bịch này giá bán vẫn vậy mọi người, giá cũng là 25k, mã số mừng 25k, mã QH hàng của Nhật về, lượng rất là đã nhé. Mã số 11, mã số 11 vẫn là một bịch lửng từ Nhật về. Cái này thì có xe số 3, xe số 4, một bịch xe số 3 và hai bịch xe số 4 nhé. Lửng nó dạng cũng lửng gọng dài nè mọi người. Đó. Cho anh em nào câu cá bóng đục nè, câu cá rô. Lửng cũng lửng từ Nhật về. Đó, đây. Để mình đo xe số 4 người xem nhé. Chúng mình lấy cái này kìa. Đo từng xe luôn, đo từng lửng người luôn. Đó.
size số 4. Anh em càng nhỏ hơn thì lấy size số 3. Đây, số 4 nó thế này. Đó. Rồi, giá một bịch này giá sẽ là 25k nha mọi người. Đó. Mã số 11 giá 25k. Tiếp theo mã số 12. Mã 12 lên cho mọi người là lượng của hàng Biron nè. Đó. Lượng này thì lượng của Nhật. Mình kiểm tra thì lưỡng này họ bảo là lưỡng chiên chép nhá, chiên chép thì lưỡng này chiên về câu đài nha mọi người. Đó, lưỡng không ngạnh, mã số 12 nha mọi người, 12 lưỡng không ngạnh, chiên về chục chép, câu phi, câu đài. Đây, đó đây, xe lưỡng đó đây, đó. Đến để ô tập này xem, rất là chuẩn với câu chép nha. Đó. Cái lưỡi này rất là bén này, lưỡi của Nhật sản xuất mà. Ở đây rất là bén nha, lưỡi của Nhật sản xuất. Đó. Rồi giá công khai một bịch này giá sẽ là 20k nha mọi người, 20k một bịch, mã số 12. Lưỡi này thì về đều như được ở mừng tối nha. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 sẽ là lưỡng Yamakasu. Đây, Yamakasu Hansepen. Thì cái này về size số 11 nhé. Một lưỡng đen và lưỡng đồng bạc nè, xám bạc mọi người. Đó, hai bịch. Thì size số 11 này về cho anh em là câu cá rô, câu cá thắt lát, câu cá chê. Đó. Câu ngâm rất ok. Đó. Đây, phần lưỡng đó đây. Đó đây. Đó. Rồi, giá công khai mã số 13, giá là 25k nha mọi người. Đó. À, xây số 11. Và nó có 12 lưỡng. Đó. Tiếp theo mã số 14. 14 thì nó là xây số 12 nha mọi người, nó bự hơn một tí. Đó, và có 10 lưỡng thôi nhé. 1 2 3 4 5 6 về được 6 bịch nha mọi người. À, rồi, giá vẫn vậy mọi người, giá 25k, mã số 14. Tiếp theo qua đây, và đây là lưỡi hoàng của hàng Nguyên H. Để mình lấy ra từ lưỡi đo trước mọi người xem nhé. Đây, đây là lưỡi hoàng của hàng Nguyên H, hàng anh đo mọi người. Thì lưỡi này thì mình về được 4 xây. Xây số 9 nè, đó. Xe số 11 nè, đó, là xe số 13 và số 14 nhé. Xe số 9 thì nó có 17 lưỡng, 11 nó có 12 lưỡng, 13 sẽ có 10 lưỡng và số 9 đó, số 14 sẽ có 9 lưỡng thôi nha mọi người. Đó, đây, cái lưỡng này thì gọng dài, rất là bén nhé. Cái này chiên về cho anh em nào câu miếng cá mà chiên nuốt lưỡng, cái này rất là tháo, dễ tháo nhé. Để mình đo trong xe tập người xem nhé. Mọi người, đó. Có gồm xe 9. Đây, xe 9 nè. 11, 13 và 14 nhé. Đó. Lưỡng này sẽ là lưỡng rộng dài. Lưỡng rất là bén nè, mọi người thấy không? Đó. Cực kỳ bén nhé. Đó. Quay cận cảnh cho người xem luôn. Đó. Thì đa phần lưỡi gọng dài nè thường thích hợp cho câu mà bằng mồi tép đúng không ơi, bằng mồi tép sẽ luồn con tép nó vô tới trong đây luôn đó, thôi bằng mồi trùng đó, rất là đã nhá, mồi trùng mà mồi hà đó. Thì lưỡi bự này á thì anh em đánh trên gạn được, đánh gạn câu mấy cá mú gạn á, câu có mú dừa dừa mọi người đó, đánh trụ điện rất ok ha. Rồi, để mình qua mã nhé. Theo bên đây, đây sẽ là lưỡi QH mà lưỡi trắng nha ngay. À, mã số 19 nè. 20. 21 và 22. Thì lưỡi trắng này thì mình về được size số 7 nè. Size số 6 mà gọng bầu nè, đó. Size số 8 nè và size số 13. Đó. Đây được 3 size nha mọi người, 4 size nha mọi người. Đó.
rồi để mình đo trong một tập người xem nhé. Rồi giá công khai vẫn vậy, giá là 25k nhé, số 19, mã số 19, số 20, số 21 và số 22. Đây phần lượng đó, đây đó, để đo tập người xem, đo trong một tập thì sẽ nhìn sẽ dễ hơn đó. Mọi người đó. Đó. Xe số 7 nè, xe số 6, xe số 8 và xe số 13. Đó. Mỗi xe nó khác phơm nha. Đó. Chỉ có xe số 7 này nó khác phơm mấy cái xe kia thôi nha mọi người. Đây phơm lửa đây. Đó. Lửa rất ok nha mọi người. Đó. Rất là bẹn. Có xe xe số 7 xe đầu tiên á, mọi người có thể câu bóng đục, bóng đục rất ok, rất là êm luôn, ngọng dài. Rồi qua mã nha mọi người, là mã số 27, 23, 24, 23, 24 là lưỡi của hãng Hibasa 50. Đây, ở đây, thì một bịch này thì họ để là sẽ có 50 lưỡi nhá, bịch 50 lưỡi. Mình về được hai xe, xe số 9 và xe số 10. Đó. Đây, mà có đầy đủ. Nói chung thì cũng về số lượng ít thôi, chứ không nhiều đâu. Bịch số 9 thì về được 5 bịch, số 10 chỉ có 3 bịch thôi nhé. Đó. Để mình đo xe số 9 rồi xem. Và lửa này nó rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là cái lưỡi họ làm á, dẹp, mảnh và mỏng. Đây. Mọi người thấy không? Uống mỏng mảnh lại, đó. Giảm trọng lượng nè, đó. Nhẹ lưỡi nè, và nó rất là bẹn. Đó. Đây. Để mình đo tập người xem nhé. Xe số 9 mọi người, xe số 10 sẽ có lớn hơn một tí thôi. Đó. Đây, xe số 9 nè. Đó. Xe số 9, mã số 23. Giá là 70k mọi người, 70k cho 50 lưỡi nhé. À, giá cũng rất ok nha mọi người. Đó. Đây, đó. Rồi, giá là 70k nha mọi người. Mã số 23. 23, 24. Giá là 70k một quỹ. Tiếp theo mã số 25, 26. 25, 26 sẽ là lưỡi. Đây, để đổi lại cho. 25, 26, 25, 26 lưỡi từ Nhật về. Một bịch này thì họ để là sẽ có là 100 lưỡi nha mọi người. Một bịch này sẽ là 100 lưỡi. Thì lưỡi này lưỡi gông quay dài. Vì cho nên mà cầu cá, cầu chép nè. Đó, cầu chép ok nha mọi người. Đó, cầu hanh, cầu chép. Nem tấm lưỡi câu quạt cũng được. Thì một bịch này giá sẽ là 85k nha. 100 lưỡi, 85k. Đó, giá cực kỳ ok nha mọi người. Đây mã số 8 luôn rồi. Đây mã số 8 nè. Xe số 8 nhé. Về được xe số 8 và số 9. Để mình đo xe số 8 người xem nhé. Lưỡi có ngạnh và lưỡi rất là bén nhé. Đây xe số 8. Xe số 8 mã 25. Đây nó thế này. Cực kỳ bén nha mọi người. Bén và mảnh. Xe này về cầu chép ok nè mọi người. Đó. Rồi giá cũng vậy mọi người, giá là 85k một quỹ nhá, 85k một quỹ. Về cũng ít thôi, về 3-4 quỹ gì đó thôi. Đó, thì anh em cần thì anh em chốt nhá. Xe số 10 nó sẽ bự hơn một tí nha mọi người. Đó, xe số 9 sẽ bự hơn một tí. Đó. Rồi đó tổng cộng những mã lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng xe nào á, có thể chụp hình lên màn hình, mình đo cận cảnh chụp hình mọi góc cạnh cho mọi người xem nhé. Rồi cảm ơn mọi người.